mọi chuyện cũng qua rồi ấy. Còn mày đừng có nói linh tinh gì nhá. Tao sợ nó lại không được như trước nữa ấy. Cứ sở thích bộ sự là vẻ thanh niên kém tắm thế. Tao nói bọn mày rồi ấy. Bọn mày tôn trọng tao thì đi. Có những cảm xúc ấy, nó đến với tao bất chợt. Nhưng mà nó chưa đủ để khiến tao yêu. Nó như những bông xà phòng ấy, căng tròn đẹp đẽ. Nhưng mà rồi vô tình tao đụng vào thì mọi thứ nó vỡ tan đi. Cả mọi thứ nó như thế. Nếu như có đôi lúc cảm thấy cô đơn, đừng nên cố gắng tại nắm sai người. Nếu như có đôi lúc mọi thứ tốt hơn, đừng nên nhắm mắt theo lấy hai người. Mình là gì của nhau? Anh Đức. Anh Đức. Anh Đức. Thảo à? Sao anh lại ngồi ngẩn ngơ ngoài này thế? Anh đang nghĩ về chị nào đúng không? Đâu em hâm mà, anh không nghĩ gì đâu. Anh đừng có mà chối em. Chối đâu mà chối. À thực ra là anh đang nghĩ là trưa nay nên làm gì bây giờ ấy mà. Mà Thảo chuẩn bị đi đâu thế này? À em định ra chợ mua mấy củ cà rốt anh ạ. Chẳng hiểu sao dạo này mắt em nó lại tăng độ. Nên em mua về ăn cho nó sáng mắt anh ạ. Ờ đúng rồi. Anh nghe nói là mấy củ quả mà nó màu đỏ ấy thì thường thường là có rất nhiều vitamin A đấy. Em mua ăn về là hợp lý rồi đấy. À, mà là lại Hảo thông minh phết nhỉ. Chỉ là em thấy thỏ rất là thích ăn cà rốt. Mà chúng có đeo kính cận đâu. Nên là em nghĩ ăn cà rốt rất là tốt cho mắt anh ạ. Mà thôi em đi chợ đây. Tao đi học trước nhá. Ờ. Thêm muối à? Dũng ơi. Hả? Mày có đang nghĩ cái điều mà tao đang nghĩ không? Tao chắc chắn 100% là mày đang nghĩ cái điều tao nghĩ luôn. Anh em mình vậy. À, đúng rồi. Chơi mà tao xinh vãi à anh chứ. Có gì đâu mà phải nghĩ. Xinh dễ mà. Mày vừa mày Nguyễn Tiên à? À thế mày nghĩ gì? Tao nghĩ thằng Đức. Đức sao? Mày có thấy rằng là thằng Đức nó khóc khóc lạo lạo không? Gì? Này nhá, đồng hồ mới này, giày mới này, quần áo đẹp này. Ăn thì toàn sang chảnh rồi các thứ các thứ. Bình thường mà, thích con Hảo thì nó làm đẹp cho bản thân nó thôi. Thằng Hảo mà chả vậy. Biết là thế, nhưng mà tiền đâu lắm thế. Ồ nhờ, mày nói tao mới nhớ ấy. Hôm trước nó còn nằm mời tao đi uống nước, xong mời tao đi uống bia cơ. Bia cơ? Ờ, tao nó trúng đề nó giống anh em mình ấy. Cũng thấy thế này đấy. Hôm nay ăn nước rồi, tao ăn rồi. Ừ, tao không chán nữa đâu. Không của mẹ ấy. Bây giờ mà có cái bánh mì ba khuê, có cái cứng. À, tao cửa màu mút thì có vẻ mát ruột không? Ừ. Có cửa màu mút thì mát ruột không chứ? Trời đất. Hai đứa. À chị Hoa, chị đi thôi. Ờ, thằng Đức ở nhà không? Đức ạ, à, nó vừa đi rồi. Mà nó lại ăn trộm mì tôm chị hả chị? Phải, chị tìm nó có tí việc. Ơ, mà ăn cái gì đây? Sao lại nhai mì tôm sống thế? Mình sinh viên mà chị. Sinh nghèo mà gì ăn. Rồi, đâu? Ăn thế thì sức đâu mà học. À, chờ chị tí. Tên tên. Ờ. Này, mút đi. Hai đứa, mút sữa đi. Này, mút đi, sữa lạnh đấy. Mút đi không có. Hết lạnh hết ngon. Mút đi, mút sữa đi. Cho nó béo. Ơ, sao mà sao chị tốt thế ạ? Chị là chị quý bọn mày nhất đấy. Mút đi, mút nhanh còn đi học. À. Ngon không? Quá. Đúng là sữa lạnh nó khác kìa. Uống đi, mút đi. À. Ôi, mát hết cả ruột. Được rồi. À. Này,
mai trả tiền chị nhé. Tiền gì ạ? Em có nợ gì chị đâu. Cái tiền sữa này này. Em tưởng chị cho nè em. Tưởng á? Tưởng gì Thanh, chết lâu rồi. Nha, cho thân tình 9.000 hộp. Ơ, cái này ngoài quán người ta bán có 6.000 một người hộp mà. Ơ, cái gì? Thế đứa nào bảo là sữa lạnh ngon. Ngon hơn phải đắt hơn chứ. Mà thôi, chị thương người. Chị lấy 40.000, 4 hộp nhá. Ơ, chị ơi, 9 nhân 4 có 36.000 mà. Thế chị mới bảo chị thương người, thương bọn mày không có tiền lẻ, mai trả chị nha. Thôi thôi, còn 2 hộp uống nốt đi. Thế cuối cùng tao với mày lại là cái thằng ăn sang à? Tháng này làm hết 20.000. Mỗi 20.000 ăn sáng là hơi căng đấy. Đúng là ở đời chả ai cho không ai gì. Mà nhất là cái bà hoa béo đó. Thôi, hôm nay tao để lại thằng Đức đi. Vào nhà đây. Thôi về đi. Đường đông đã. Ủa thì từ nãy giờ mày đợi đường đông à? Đông nó bảo là phải ở trường, lại trường, chuẩn bị đồ án, chuẩn bị thông. Thế à? Thôi đi về đi. Khoan đã. Hả? Làm vài trận pet đi. Lâu lắm rồi nhưng mình chưa chơi làm gì. Pet hả? Nhưng mà tao hết tiền rồi, mày bao tao nhá. Vô tư đi. Vô tư để gọi thêm một Linh nhá. Tao ở đây. Cảm ơn. Đúng rồi. Linh người ta gọi là mày là Linh trồn của khác. Nghe tiếng game phát là bắt đầu nhanh như con sóc ấy, nhanh như con trồn ấy nhỉ. Con gái gì mà suốt ngày game. Mày nhầm rồi đấy Dũng ạ. Nó đâu phải con gái. Đây có hai lưng mà. Chào anh. Chỗ này anh sai rồi nhá. Dạ, thưa thầy, chỗ này làm sao mà sai được? Chỗ này là em làm theo đúng y như trong sách quá trình và thiết bị công nghệ hóa học ạ. Thế à? Vâng. Thế thì cái sách này của ai viết đấy nhỉ? Dạ, sách này là do phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng viết ạ. Tôi là Tùng đấy. Tôi viết sách đấy. Nhưng mà cái chỗ đó thì tôi viết sai. Cho nên là kỳ sau anh lại tới nhá. Về làm lại. Thôi về đi. Cái gì? Sao bây giờ mày mới nói với tao? Nó là nếu mà đúng ra thì... Rồi đi đâu đây? Thì tao đi gặp thằng kia. Thằng kia làm gì? Đập nó một trận thế sao nữa? Cái tội tán em gái tao. Trời ơi. Tán em gái mày là lớn tộc tổ như thế rồi, nó còn lanh lẹ nữa, để nó thoải mái chút đi. Thoải mái cái gì chứ? Tuổi của nó ấy, bây giờ không phải là để yêu mà chỉ là để học thôi, mày hiểu không? Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Chuyện của tao ấy, kệ tao đi, mày đừng quan tâm làm gì. Nhưng mà con em mày nó về quê mất rồi đâu? Thì nó về quê nhưng tao đi đập thằng kia cơ mà. Thì con em gái mày nó về quê thì mày làm sao biết là thằng kia nó ở đâu mà tìm. Khổ lắm cơ. Mày cứ từ từ đã xem nào, để con em gái mày lên rồi nói chuyện đàng hoàng tử tế anh em với nhau, chắc chắn nó tâm sự lại cho mày, biết đâu hai đứa chỉ là bạn hay sao. Mà chưa kể nhá, tao nói cho mày nghe nhá, ví dụ như con Hảo hạn nó chỉ hơn em mày một tuổi thôi đấy, mà mày còn dám tán với Hảo đấy, mà sao lại không để cho em thôi, em nó tự do thoải mái là yêu nữa. Mày nói cũng đúng, tao nóng tính nhưng mà tao lo cho nó quá.
Nhỡ đâu có thằng nào nó lừa nó mất thì sao? Ừ, thì biết lo là lo. Nhưng mà mày phải biết cái Trang nó lanh cực ấy. Chả thằng nào lừa nó đâu, mày yên tâm đi. Và thực ra thì chuyện mày tao cũng chẳng quan tâm nó đâu. Chuyện tao lo bây giờ ấy là lo thằng Đông ấy. Là sao? Thì hôm đấy thằng Long nó cũng kể với tao rồi. Thực ra như nó có cảm tình với Đông mà. Nhưng mà hôm đấy Đông nó vội vàng quá, nó đi tỏ tình vào dịp lễ nữa. Thế đâm ra như sợ bồng bột ấy, nên nó từ chối. Nhưng mà vấn đề bây giờ lại xoay ngược lại 180 độ ấy. Là chính Nhi nó lại hiểu là Đông có người yêu. Và người yêu chính là cái Hảo đấy. Mày nhớ hôm Đông đưa Hảo đi chơi không? Nhìn đi nhìn thấy đấy. Mọi chuyện trở nên rắc rối hẳn rồi. Thế thì theo sự nghĩ của tao ấy, hay bây giờ là kể hết cho Đông nghe đi. Không thể kể cho Đông nghe được. Tại vì ấy, nếu mà kể cho Đông nghe ấy, nó sẽ đập chết mày luôn. Thế sao? Vì chính mày ấy là thằng bảo nó tỏ tình hôm trung thu, dẫn đến cái nguyên nhân hậu quả là dẫn đến bây giờ này. Thế nên đấy, tao nghĩ là phải tìm ra được một cách gì đấy mà khiến chúng nó hết hiểu nhầm, nhưng mà lại phải rất tự nhiên. Không phải là nói cho đứa này đứa kia là cái này cái kia được, hiểu không? Tao hiểu rồi. Nhưng mà thôi về đi đã. Có gì anh em mình tính tiếp. Để tắt. Tao nói với mày rồi ấy, bọn mày tôn trọng tao tí đi. Tao nói với mày rồi ấy, bọn mày tôn trọng tao tí đi. Tao nói với mày rồi ấy, bọn mày tôn trọng tao tí đi. Tao khó đấy nhỉ. Mày tôn trọng tao tí đi. Nói được rồi, nên hỏng rồi. Rồi, được rồi. Sáu trước mà. Nó bảo chỉ 40.000 thì tao với cái này là 9.436. Không lập kịch bản nó cho cái dép vào mặt dở. Quay phim cái diễn viên. Thường thì bọn mày chỉ lấy 40.000 bốn hộp. Có những cảm xúc ấy nó đến có đấy, tắt đi, cắt những cảm xúc ấy sao mà nghĩ nó vãi đấy, cắt cho tao vậy, tao nói mọi hết cả mồm. Anh không biết đường cắt rồi đấy.